Chào bạn, khi bạn xem được video này thì đây là khóa học thứ 22 của Học viện Đào tạo Pháp chế ICA liên quan đến khóa học pháp chế cho doanh nghiệp. Như vậy, chúng tôi đã đào tạo, kiểm định cũng như là rà soát, đánh giá và bổ sung cải thiện chương trình rất nhiều trong một năm vừa qua và chúng tôi đã tổ chức được 22 khóa. Và tôi tin rằng sự cải thiện sản phẩm theo từng ngày, từng giờ thông qua feedback của học viên theo buổi học thì chương trình đã được hoàn thiện hơn rất nhiều so với trước đây. Chúng tôi hướng đến một khóa học thực chiến của những người thực sự làm nghề pháp chế, chia sẻ để góc nhìn từ trong nhìn ra, và những người là luật sư nội bộ tư vấn thường xuyên doanh nghiệp để có một góc nhìn từ ngoài nhìn vào. Đồng thời, những giáo trình, những phương pháp giảng dạy đã được thẩm định trên thực tế, và kết thúc khóa học bạn sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo nghề pháp chế doanh nghiệp. Với hình thức học tập đó là xem video lý thuyết trước, thực hành và trao đổi tình huống thực tế trên lớp và làm những bài test cụ thể để ghi nhớ kiến thức một cách thụ động. Tôi tin rằng cách thức này sẽ giúp các bạn có một kiến thức thực tế và không bị ảo. Một lưu ý cho các bạn khi đăng ký khóa học này đó là các bạn phải xác định một tinh thần thực sự các bạn mong muốn học hỏi, bởi vì khóa học này là khóa học áp lực rất lớn. Áp lực từ phía giảng viên, áp lực từ phía hệ thống, phần mềm, áp lực từ chính phía những mama, những trợ lý lớp học, bởi vì họ sẽ người đốc thúc, thúc giục các bạn thường xuyên để các bạn phải hoàn thành được mục tiêu, hoàn thành được bài tập và đặt ra những câu hỏi để trao đổi trên lớp. Và bởi vì chất lượng đã được cải thiện hơn rất nhiều so với những khóa học trước đây nên chi phí trong tương lai sẽ thay đổi, và chỉ một vài khóa học nữa thôi chúng tôi mới giữ cái chi phí như này. Và để được nhận những tư vấn và những ưu đãi hỗ trợ thì các bạn có thể để lại số điện thoại thông qua form hoặc là nhắn tin trực tiếp với Học viện Đào tạo Pháp chế ICA. Rất hân hạnh được hỗ trợ đồng hành cùng các bạn.